Tiểu sử nghệ sĩ ưu tú Trần Lực. Trần Lực sinh năm 1963 tại Hà Nội, là một diễn viên và đạo diễn điện ảnh Việt Nam. Ông đã được trao tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú của nhà nước Việt Nam. Trần Lực sinh tại Hà Nội. Ông sinh ra trong một gia đình có nhiều người nổi tiếng, thành công trong lĩnh vực văn học nghệ thuật. Ông nội ông là nhà văn Trần Tiêu, em trai của nhà văn Khái Hưng. Còn cha ông là nghệ sĩ nhân dân Trần Bảng, mẹ ông là một nghệ sĩ chèo. Trần Lực là con út trong gia đình. Trên ông còn có một người anh cả và một chị gái. Ông là giám đốc hãng phim Đông A từ năm 2002 cho đến nay. Từ nhỏ, nghệ sĩ Trần Lực đã mang trong mình dòng máu nghệ thuật từ gia đình. Ông từ một diễn viên trở thành đạo diễn và góp phần to lớn trong nền điện ảnh nước nhà. Là nam tài tử nghệ sĩ tài giỏi tài hoa khi còn trung niên, ông từng khiến bao cô phải mê đắm. Nổi tiếng từ những thập niên 90 nhờ sở hữu vẻ ngoài điển trai, nghệ sĩ ưu tú Trần Lực được khán giả ưu ái đặt cho biệt danh nam thần màn ảnh. Ông thường đóng cặp với nhiều người đẹp như Thu Hà, Lê Không, Triều Xuân. Với những câu chuyện tình ly kỳ đẫm lệ, các đạo diễn cũng thường xuyên khai thác tối đa vẻ phong tình của ông. Diễn viên Trần Lực nổi tiếng từ rất sớm, ông đã có những chuyện tình ly kỳ sướt mướt trên sân khấu với các người đẹp có tên tuổi như Lê Không, Triều Xuân, Thu Hà. Trần Lực cũng chia sẻ thêm rằng ông từng làm diễn viên trong đoàn Tổng cục Hậu cần nhưng đa phần là vai quần chúng. Vào năm 1983, ông tham gia học lớp đạo diễn sân khấu và tu nghiệp 7 năm ở Bulgaria. Ông kể thời đó tôi ở đoàn kịch nhưng đâu được đóng kịch, đi khắp nơi biểu diễn phục vụ chiến sĩ, chỉ đàn hát các ca khúc chính trị. Sau đó tôi thi vào trường đại học sân khấu điện ảnh khóa 1 và được đi Bulgaria du học, ông kể. Ở Việt Nam ngày đó, nghèo đến mức nhà nào có con gà để ăn cũng không dám chặt to vì sợ hàng xóm biết được lại ghen tị. Còn ở chân trời mới, cái gì cũng rẻ, thịt thà đầy rẫy. Lần đầu khi mới sang du học, ông với bạn mỗi người mua một con gà về luộc, ăn một trận nhớ đời tới 4-5 tháng sau mới dám động vào thịt gà. Sang tới nơi, khí hậu, cuộc sống thoải mái khiến chúng tôi cảm thấy như đang ở thiên đường. Có thể nói quãng đời thông niên của tôi đã dành trọn tại đất nước này từ khi mới 21 tuổi cho tới năm tôi trở lại đã bước sang tuổi 29. Suốt thời gian đó tôi chưa một lần xin nghỉ phép về Việt Nam. Tuổi trẻ ham chơi nên mỗi lần nghỉ lễ, hội sinh viên, đi du lịch các nước châu Âu, nam diễn viên kể. Sau khi về nước, ông bắt đầu sự nghiệp diễn xuất của mình. Bộ phim đầu tiên mà ông tham gia có tên Sẽ đến một tình yêu năm 1983. Lúc này nghệ sĩ Trần Lực chỉ mới 20 tuổi. Sau thành công của bộ phim, ông dường như mất tích khỏi màn ảnh Việt đến 10 năm. Giai đoạn này ông cùng vợ sang sinh sống tại Bulgaria. Năm 1991, nghệ sĩ Trần Lực về nước. Đến năm 1994, ông có mặt trong bộ phim thứ hai là Mẹ chồng tôi. Đây là bộ phim truyền hình được sản xuất bởi Trung tâm Sản xuất Phim Truyền hình Việt Nam. Những năm tiếp theo, ông góp mặt trong các tác phẩm truyền hình như Hoa Ban Đỏ năm 1994, Giải Hạn năm 1996, Bà và Cháu năm 1996, Vòng Xoáy Cuộc Đời năm 1998, Mùa Ổi năm 2000, Nguyễn Ái Quốc ở Hồng Kông năm 2003. Ngoài ra, ông cũng không quên góp mặt trong nhiều tác phẩm điện ảnh có tiếng như Chiều Không Nhạt Nắng năm 1997, Chuyện Nhà Mộc năm 1998, Vùng Hồ Lặng Sóng năm 1998, Tết Này Ai Đến Sông Nhà năm 2002. Từ năm 1996, nghệ sĩ Trần Lực đã chuyển sang hoạt động với vai trò đạo diễn. Từ đó, ông ít xuất hiện hơn trong các bộ phim. Đến năm 2002, nghệ sĩ Trần Lực được bổ nhiệm làm giám đốc hãng phim Đông A. Thành công trong sự nghiệp của nghệ sĩ ưu tú Trần Lực. Trong suốt sự nghiệp gần 40 năm của mình, nghệ sĩ Trần Lực đã cho mình những thành tựu đáng nể phục. Ông từng giành được giải thưởng nam diễn viên điện ảnh, phim truyền hình xuất sắc nhất của giải Mai Vàng và nhiều lần nhận được đề cử. Ông cũng nhận được danh hiệu nghệ sĩ ưu tú do nhà nước ban tặng. Dành cả đời để cống hiến hết mình vì nghệ thuật, nghệ sĩ Trần Lực luôn là cái tên nổi bật và sẽ được lưu danh mãi sau này. Vượt qua rào cản về thập niên, giáo dục và ngôn ngữ, nghệ sĩ Trần Lực luôn cố gắng từng ngày phát triển theo thời đại mới, cập nhật những xu hướng giới trẻ để làm mới bản thân và trong những bộ phim điện ảnh, truyền hình. Nghệ sĩ ưu tú Trần Lực và con trai từng tham gia chương trình truyền hình thực tế Bố ơi mình đi đâu thế? Cặp bố con này luôn khiến người xem phải lăn ra cười vì cực kỳ hài hước.
Trần Lực và ước mơ vào vai Trịnh Công Sơn hóa thành sự thật. Diễn viên Trần Lực từng được đánh giá cao khi hóa thân thành công vào vai lãnh đạo Nguyễn Ái Quốc ở Hồng Kông vào năm 2003. Vắng bóng trên màn ảnh đã lâu, nay khán giả lại được tin Trần Lực sẽ vào vai Trịnh Công Sơn trong tác phẩm Em và Trịnh của đạo diễn Phan Gia Nhật Linh. Để có thể hóa thân thành công vai diễn này, diễn viên phải có diễn xuất tốt, nói được giọng Huế, biết đàn và hát, đạo diễn Nhật Linh chia sẻ. Dù là nghệ sĩ nổi tiếng, nhưng xét về ngoại hình và giọng nói của diễn viên Trần Lực thì lại không phù hợp với vai Trịnh Công Sơn. Tuy nhiên, Trần Lực không chỉ xuất thân từ một gia đình dòng dõi về nghệ thuật, ông còn giỏi diễn xuất, chơi được các loại nhạc cụ và có giọng hát rất hay. Được biết đến để hóa thân thành công nhất vào vai diễn, nghệ sĩ Trần Lực đã phải nỗ lực tập luyện, ép cân để giống với hình tượng nhạc sĩ Trịnh Công Sơn nhất. Với chế độ ăn kiêng, khắc nghiệt, tập luyện hàng giờ đầy khó khăn, nhưng ông vẫn không bỏ cuộc. Ông cho biết ước mơ lớn nhất của ông chính là được một lần vào vai ông Hoàng Nhạc Trịnh. Nghệ sĩ còn khẳng định, nếu không vì Em và Trịnh, tôi đã từ giã nghiệp diễn xuất. Sau khi giảm được từ 74kg xuống còn 69kg, ông tham gia casting lần 2 nhưng vẫn rớt. Đạo diễn nói phải giảm thêm nữa, thế là ông tiếp tục công cuộc giảm cân của mình. Đến lần casting thứ 3, sau khi giảm được 5-7kg, đạo diễn mới chốt cho nghệ sĩ Trần Lực vai diễn này. Đặc biệt, ngoài giảm cân, ông còn nghiên cứu, học nói giọng Huế, học cả tiếng Pháp, và đặc biệt là nghiên cứu thần thái, cách ăn nói, đi đứng của cố nhạc sĩ. Thậm chí, ông còn nuôi tóc dài và hóa thân thành công vào vai diễn. Bộ phim này là sự hợp tác giữa đạo diễn Phan Gia Nhật Linh và Quang Dũng, cùng với đó là dàn diễn viên như Avin Lu, Phạm Nguyễn Lan Thi, Hoàng Hà, Bùi Lan Hương, Nakatani Akari. Diễn viên Trần Lực và cuộc sống hôn nhân lận đận. Thành công trong sự nghiệp là vậy, nhưng cuộc sống hôn nhân của diễn viên Trần Lực lại khá lận đận. Trần Lực kết hôn khi chỉ mới 20 tuổi, tính đến thời điểm hiện tại anh đã có 3 đời vợ. Khi đang theo học ngành đạo diễn sân khấu tại Bulgari thì anh kết hôn lần thứ nhất. Vợ anh là một nghệ sĩ piano nổi tiếng, tuy nhiên chỉ có anh và con trai cùng trở về nước vào năm 1991 mà không có vợ đi cùng. Cho đến bây giờ anh vẫn chưa một lần nhắc đến hay chia sẻ về nguyên nhân đổ vỡ cuộc hôn nhân này. Nói về cuộc hôn nhân đầu tiên, anh chia sẻ, thời đó chúng tôi vẫn còn là sinh viên, lấy nhau như một tình yêu đẹp của những người trẻ sống tự do xa nhà. Cho đến bây giờ tôi vẫn chưa hiểu lý do tại sao chúng tôi chia tay, chỉ biết rằng khi mới cưới cả hai không còn muốn ở bên nhau nữa. Có lẽ chúng tôi còn quá trẻ và đều chưa sẵn sàng với cuộc sống gia đình, chứ chẳng có lý do hay xung đột nào khác. Khi cô ấy đã trở về Việt Nam, lâu lâu con trai cũng kể cho tôi nghe về cuộc sống của mẹ. Chúng tôi giờ mỗi người đã có gia đình riêng và đều hạnh phúc với cuộc sống mới của mình. Hôn nhân dang dở nhưng đây vẫn là những kỷ niệm đẹp khó quên của tuổi trẻ. Kết thúc cuộc hôn nhân đầu tiên, Trần Lực đưa cậu con trai nhỏ về Việt Nam, nhưng ngay khi trở về quê hương, anh lại bị vỡ mộng khi thấy cuộc sống không như những gì mình tưởng tượng. Thời kỳ mới chuyển sang kinh tế thị trường, đường phố xe cộ nhớn nhác, người dân vội vàng làm ăn, khiến nam diễn viên không khỏi ngỡ ngàng. Trước khi về, Trần Lực có ý định làm sân khấu để áp dụng những gì mình đã học. Khi trở về, nhìn vào thị trường hỗn loạn, khao khát làm nghệ thuật đang hừng hực của chàng trai trẻ như bị dập tắt. Lúc đó anh chẳng hiểu biết chút gì về xã hội, nên làm nghệ thuật là điều không tưởng. Giữa lúc đang loay hoay tưởng chừng như lại ôm con trở về trời Âu, anh may mắn được đạo diễn Đức Hoàn giao vai chính trong bộ phim Chuyện Tình Bên Dòng Sông. Trần Lực kể lại cơ duyên đến với bộ phim. Trước khi đi du học, tôi từng tham gia một phim của cô, nên ngay khi nghe tin tôi về, cô có gọi tôi tới casting. Tôi vẫn nhớ buổi hôm đó đến tham gia thử vai, gồm toàn những diễn viên sau này trở thành thế hệ gạo cội của điện ảnh Việt Nam như Bùi Bài Bình, Thu Quế, Mạnh Cường, Lê Khanh. Có thể nói đây chính là cơ hội hiếm có để anh trải nghiệm cuộc sống và sự thay đổi của con người Việt Nam khi đất nước mở cửa, với nhiều thay đổi vào năm 1991. Nam diễn viên rất biết ơn chuyến đi đã làm thay đổi suy nghĩ của mình. Ngày đó bộ phim quay tại Quảng Bình, bên cạnh con sông Danh, đã cho tôi một cái nhìn khác về cuộc đời khi rời những hối hả bon chen của thủ đô về với sự trong sáng ngây thơ của người dân trong thị trấn nhỏ mới biết đến kinh tế thị trường.
Có lẽ cuộc đời đã mỉm cười ưu ái tôi, khi không ít người thuộc thế hệ tôi đã chuyển sang làm nghề khác, không trụ lại được với nghệ thuật, còn tôi lại may mắn khi được tham gia nhiều bộ phim. Một may mắn nữa của anh là luôn có gia đình ở bên cạnh giúp tôi chăm sóc cậu con trai. Bố mẹ Trần Lực là người làm nghệ thuật nên rất thấu hiểu và sẵn sàng giúp đỡ mỗi khi anh đi đóng phim xa nhà. Anh kể, thời gian ấy tôi đi biển biệt, tới mức mỗi lần trở về lại thấy con lớn hơn một chút. Tôi nhớ mãi một lần cậu con trai bi bô với bà, xưng mẹ. Con lúc ấy, tôi mới thấy bố mẹ thực sự đã giúp đỡ tôi vượt qua cảnh gà trống nuôi con. Nếu không có họ, có lẽ tôi đã không theo được nghề. Cú sốc sau cuộc hôn nhân thứ hai của biên tập viên Kiều Trinh. Cuộc sống của người nghệ sĩ cứ thế suôn sẻ với những thành công trong sự nghiệp, cho tới khi cô gặp biến cố trong cuộc đời với cuộc hôn nhân thứ hai cùng biên tập viên truyền hình Kiều Trinh. Anh không muốn nhắc lại những điều đã qua, nhưng vẫn luôn tâm niệm một điều trong cuộc sống có lúc vui, lúc buồn. Những năm tháng du học sinh sống một mình, tôi đã tôi luyện Trần Lực thành một con người mạnh mẽ, sẵn sàng chào đón hạnh phúc cùng với những bất hạnh. Đằng sau cuộc chia tay này có nhiều điều người ta đâm đặt khiến khán giả hiểu lầm. Tuy nhiên anh vẫn chấp nhận những điều đó và không muốn trình bày nhiều và vượt qua những thị phi một cách thật tốt. Cho tới giờ khi nhìn lại, tôi nghĩ có những điều thực sự là số nên dù cố gắng cũng chẳng được, nhưng tôi chấp nhận và luôn hướng tới những điều tốt đẹp nhất. Chẳng ai mong muốn phải chia tay và cảm thấy sung sướng vì điều đó. Trần Lực trải lòng về cuộc hôn nhân thứ hai tan vỡ. Trải qua nhiều đổ vỡ và lận đận trong hôn nhân, đến nay diễn viên Trần Lực đã có một cuộc sống gia đình hạnh phúc và đầm ấm bên người vợ thứ ba tên là Bùi Mỹ Trang, rất tài giỏi và đảm đang cùng với ba người con ngoan. Mỗi tuần Trần Lực đều đưa gia đình đến thăm nhà ông bà nội, thỉnh thoảng ông còn đưa gia đình đi chơi xa để xả stress và tăng kết nối tình cảm gia đình. Người vợ hiện tại của ông là chị Mỹ Trang, người đã sinh cho ông hai đứa con, Mỹ Ông sinh năm 2007 và Trần Tú sinh năm 2008. Mỹ Trang là con gái gốc Nam, nhưng sau khi kết hôn với đạo diễn Trần Lực, chị ra Hà Nội sinh sống và lập nghiệp. Đạo diễn Trần Lực thú nhận một tính xấu, đó là chẳng mấy khi ông mua quà tặng vợ vào những ngày lễ Tết hay khi đi xa về. Vợ ông ban đầu cũng hụt hẫng, buồn và giận dỗi, nhưng dần già rồi cũng đành chấp nhận. Nói về người vợ thứ ba này, Trần Lực từng thổ lộ: cô ấy cũng là người bình thường như bao người phụ nữ khác, nhưng nói chung vợ tôi đều là những người tài giỏi, thông minh.